Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta hãy nói về TOEFL và SAT. Thế thì buổi trước các bạn nói về list rồi, danh sách rồi. Về TOEFL và SAT mình không dịch cái này. Vì SAT tập hợp, còn TOEFL là cái gì đó của Python nó mô tả nhỉ? TOEFL là một danh sách nhưng nó không thể xóa, sửa hay xóa được. Kiểu như bạn dùng hàm constant ở cái khai báo constant trong C cộng cộng hay C Java ấy. C final. Còn C ở Java, à C ở C cộng thì là constant. Thế thì TOEFL và thế, TOEFL trong Python là không đổi được. Sau khi bạn đã khai báo nó, bạn định nghĩa nội dung của nó xong rồi nó không đổi được gì hết. Gọi là TOEFL. Thế thì nó dụng gì? Dụng qua thì không đổi thôi. Còn set cũng là list. Cũng là list, nhưng mà trong cái set đó thì người ta để mình bật tiếng Việt ạ. Tiếng Việt nhỉ? Setting gì rồi, phải đi bật tiếng Việt. English rồi, vì Nikki rồi. Thứ nào đấy, set là list rồi. Mà mỗi phần tử là duy nhất. Vậy thì đấy là những cái điều cần quan tâm ở đây. Thế mình trình bày như sau. Đầu tiên mình trình bày về list túp trước. Ví dụ như mình có một cái túp như thế này. Giá thành thế bằng là ví dụ như là nhớ túp là phải mở ngoặc tròn nhé. 29.000 500 đồng này. Rồi 9.900 này. Giá dịu tuần 99 cả. Kiểu vậy. Rồi cái này là em nào? 23.400 đồng này. Rồi 2.500 này. Đây là giá thành. Bây giờ thì cũng như là lít thôi, mình có thể lấy được độ dài của nó. Độ dài của thằng này mọi thứ đều như list, trừ việc bạn không thể nào mà có bốn cái thành phần trong cái túp này, bạn có thể đếm nó. Độ dài nhá, đếm bạn có thể đếm xem là ví dụ như đây mình sẽ cho cái hai cái giá 9.9 đi, thì bạn đếm nó được nhá. Print giá thành chấm cao cũng trong list thôi, cao 9.9. Hãy đếm xem trong cái thằng giá thành có bao nhiêu cái giá 99. Chạy thử ra là có hai cái giá như vậy. Hoặc nếu mà cái giá là 19 hí hạn thì nó có gì không? Chắc không có đúng không ạ? Không, đấy, như vậy. Thế đó là giống như list. Mình xem nào, có gì nhỉ? Duyệt lập qua các thành phần của thằng túp này. Cũng như thế thôi, for thành phần nhỉ. Thành phần in giá thành thì print in cái thành phần ra. Các bạn nào cảm thấy là mình nói tiếng Việt hơi nhiều thì cũng thông cảm. Thì mình đang làm video này cho những bạn nào mà cũng mới học Python hoặc tiếng Anh không vững lắm. Thực ra mình cũng muốn tiếng Anh lắm, giống như chỗ này mình item này, in price, print item chẳng hạn. Nhưng mà với nhiều người thì cái dùng tiếng Anh như vậy nó sẽ khó. Nên chỗ nào buộc phải dùng tiếng Anh cho bay lệnh của Python mình mới dùng tiếng Anh. Còn không mình cố dùng tiếng Việt tất cả, mọi người cũng dễ hiểu. Tất cả mọi người nhé, đây là tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng cho cái nhóm mà tiếng Anh vững đâu. Ý mình là như vậy. Tiếp theo này, ngoài in ra làm gì nhỉ? Duyệt rồi. Bây giờ ra thử một cái này.
là bây giờ như nó nói trước là nếu mà bây giờ mà cái TUF là 1 lít, những cái này nó không đổi được nội dung, ta đổi thử nhé, giá thành thứ hai hạn bằng là 15.400 hạn, chạy sẽ lỗi ngay đây, báo lỗi ngay, báo gì, tức là TUF không hỗ trợ việc sửa là gán dữ liệu cho cái thành phần của nó. Vậy thôi, tức là không thể thêm được. Đúng không ạ? Đây là tup. Bây giờ run đến sheet. Set nào, set làm nào. Ở set ấy thì nó cũng như tup. Chỉ có khác rằng là nó thay đổi được và nó không set giống như list. Đây, giống như này. Giống như list và nó không cho tồn tại phần tử lập. Ví dụ này mình sẽ set nha, tập hợp, nghĩa tập hợp, tập hợp sẽ bằng tập hợp một con nhọn nhé, một con nhọn, một chút này, list là mở ngoặc vuông, tup là mở ngoặc tròn, tập bộ ấy, gọi là bộ ấy. Túp hay là bộ hoặc tròn, còn tập hợp hoặc là set hoặc nhọn thì ta sẽ như sau, set 4.4 này, rồi phải 6.7 này, phải 8.2 này, 3.1 này, và thử cái luôn 4.5 xem nó có vào không, nó lỗi rồi, nó không lỗi, như này in đấy nhá, để in thằng này ra xem. Một chú nhé, ta có hai bộ thằng này. Sẽ in thử thằng này xem nó có ra hai cái không. Mọi không, nó không hề ra một tí nào liên quan đến cái thằng này cả. Mà trật tự trong đó nó không trực ra đâu. 4, 5, 6, 7, này. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 1, 4, 5. 4, 5 đã bỏ rồi, lại còn không trật tự cả. 8, 2, 3, 1, 4, 5, 5, 7. Nó không trật tự hết. Đây là trong cái tập hợp nó không trật tự và nó không phần là duy nhất. Hiểu sâu một tí thì khả năng có số cài đặt của Python thì thằng set này là dùng cây để nó cho vào, chúng ta khi duyệt cây là cây này. Tuy nhiên là mọi người thể chưa học tới, khi nói trong một vài video tới hoặc là chục cây rồi mình nói cấu trúc dữ liệu thì sẽ nói thêm về cái gọi là cây, mọi người hiểu rõ hơn. Và tất nhiên là thằng tập hợp hoặc là sheet, thằng set có thể là thêm vào như là tập hợp chấm s, s là thêm ấy. Thêm nó chỉ như là 45.3 hạn, in thử con đấy, print tập hợp, thường khi mọi người ký s vào đúng không ạ thì nó sẽ là nằm ở phía cuối cùng, nhưng thằng riêng thằng set này thì khi ở cùng nó không sao chả biết được. Mình lấy thằng khác nhé, thêm khác nhỉ? Xem thằng này là 4.2 để xem nó vào đâu. Đấy, nó lại nhảy vào đứng đây sau nhá. Đấy. Cái vị trí nó là rất là lung tung, tùy theo cái cấu trúc mà họ xây dựng khi làm cái sheet này ở trong nhân của Python. Và tất nhiên nữa, chúng ta có thể thêm một danh sách vào trong tập hợp này. Ở nhớ trong phần list chúng ta có cộng là gọi là append với cả gì nhỉ? Cũng gọi là vào nhé. Thì đây có thể, mình có list này. Danh sách và ngoặc vuông tức là 1 2 này, 4 này, 6.4 chẳng hạn. Muốn thêm vào cái của chúng ta làm gì? Ta có là tập hợp chấm update, update và ta cho cái danh sách này, ta pin nhé, không? Tập hợp trên ta như này, mà ta thêm được 3 phần tử nữa, 2 vào đầu,
4 vào khoảng 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 ở đây. 6.4 vào đây. Đó, xen kẽ trong cái này. Cũng như thằng list dùng extend ấy, mở rộng của list để đây dùng update. Rồi, xong. Và tất nhiên thì thằng này cũng có một hàm gồm copy. Như trong phần thằng list để copy để nó không bị sửa đấy. Thế thôi, đang copy được. Cũng có là tập hợp. Hợp 1 bằng là tập hợp chấm copy. Nó cũng tương tự như thằng list thì chúng ta có thể là đổi gì đó cũng được. Ta in thử nhé. Print tập hợp và print tập hợp 1. Hai thằng này hoàn toàn khác nhau. Nếu bây giờ mình nghĩ thêm một cái như là thêm à? Thằng tập 1 ạ. Tập hợp 1. Mình sẽ thêm một cái vào như là 99 hạn. Thì theo mọi người là thằng có thay đổi dữ tập hợp không? Nó thay đổi vì là thằng này là copy sâu, như mình nói bài trước copy sâu. Nếu mình tạo tập hợp 2. Tập hợp 2 mà copy thông thường, không có copy này, copy thông thường. Là gái thông thường thì ta sẽ thêm vào tập hợp 2. Tập hợp 2 một cái giá trị như là 3.000 đi. Rồi đấy. À 1.900, 1.900. Thì ta sẽ in tầng tập hợp 1 ta xem tập hợp 2. In tập hợp nhá. Tập hợp này ở trên là chưa in này. Ở trên có những ngũ nhá, mình chạy lên đây. Tập hợp 2. S về in tập 1 à. In tập hợp cũ nhá, mình không đổi, không có chạm gì vào tập hợp cả, in đây. Hoàn toàn không liên quan, chạy thử. Nhầm chạy. Dạy chưa? Thì thằng tập hợp này mình không hoàn toàn không có thêm gì vào nhưng mình đang là tập hợp 2 thôi. Thì nó sẽ ép 1.900 vào trong thằng tập hợp đầu tiên. Đó vì chỗ này mình chỉ là gán cái vỏ ngoài thôi chứ mình không copy sâu từng thành phần tử một. Rồi, đó là xong nội dung của hôm nay. Nhắc lại, chúng ta hôm nay sẽ học nói với hai vấn đề. Thứ nhất là về tuple là bộ, thứ hai là về set tức là tập hợp. Thì tuple là list nhưng mà nội dung của cái list đó không được thay đổi. Xong. Còn set cũng là một list nhưng cái nội dung của list đó được thay đổi bình thường như list và yêu cầu nhất của nó là các thành phần bên trong set là phải duy nhất, không được cho thêm cái thành phần mới vào thì nó không có áp dụng gì cả, nó vẫn thế. Tất cả chỉ có vậy, còn mọi thứ khác nó y xì như list. Video ở đây buổi sau chúng ta nói một cái cấu trúc mới đó là tự điển, rất là quan trọng trong thằng Python cũng như ở trong các ngôn ngữ khác gọi là map. Cảm ơn bạn chú ý lắng nghe. Chúng ta gặp lại trong video tới. Các bạn nếu mà thấy hứng thú thì nên đăng ký kênh để có thể cập nhật những bài mới nhất có thể. Mình là thường xuyên, lần này mình cũng hơi rảnh một tí, là thường xuyên thì nghe khi mọi người đỡ phải đọc sách nhiều hơn và hiệu quả cao hơn. Nhiều khi đọc nó cũng lan man. Cái này nói rất là cả mọi người. Chỉ mất vài phút thôi.